Chúng ta làm lý thuyết vô cơ phần 6 câu 9. Câu nói trích trong chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2017-2018. Đề bài như sau. Ở đây người ta cho ba chất X, Y, Z là ba trong số các múi sau. Vậy đầu tiên chúng ta phải liệt kê tất cả các múi ra. Đó là Na2, SO4, Na2, CO3, NaH, CO3, NaH, SO4, BaCl2 và BaHCO3 tất cả 2. Rồi, người ta tiến hành các thí nghiệm sau. Cho X tác dụng với Y sinh khí. Khí ở đây chúng ta có là CO2. Như vậy để sinh được CO2 thì buộc ở đây là gì? Nó phải có chứa phần axit là H2O4. Để sinh khí CO2 thì đây. Được chưa? Tiếp tục. Y tác dụng với Z tạo ra tủa trắng. Nếu đây là Y tác dụng với Z tạo tủa trắng thì thằng này là đây đúng không? Cũng hơi khó ha, chứ được. Cho Y tác dụng với Z vừa tủa vừa có khí. À, X tác dụng với Z vừa tủa vừa khí. Vừa tủa vừa khí. Vừa tủa vừa khí. Ok. Chúng ta có thể phỏng đoán được rồi. Đã lết em này. Đây là Z này. Được chưa? Vì sao? Đây. Vì bản chất là chúng ta sẽ khảo sát phần của X với Z trước. NaHSO4 này cộng cho BaHCO3 tất cả 2 thì bản chất như sau. Hydro bên này, được chưa? Hydro bên này sẽ kết hợp với HCO3 bên kia để tạo ra CO2 và nước. Rồi phần còn lại là natri và bari. Na kết hợp với NO4, Na2, E4. Bari kết hợp với NO4 tạo thành BaSO4 tủa. Bây giờ đây là tủa màu trắng. Rồi bây giờ X tác dụng với Y sinh khí. Như vậy Y chúng ta có thể là gì? Là sinh khí thì Y chúng ta có thể là Na2CO3 hoặc NaHCO3. Được chưa? Nhưng á, nếu ở đây nó là NaHCO3 thì khi nó tác dụng với Z có tủa hay không? Hai thằng này cùng gốc axit không thể tác dụng được. Như vậy chúng ta loại bỏ thằng này. Như vậy Y chúng ta là Na2CO3. Và chúng ta ghi phương trình chứng minh nữa là xong. Đây, chứng minh X tác dụng với Y. Đây là X nè. Và đây là Z nè. X là NaHSO4 tác dụng với Y. Y là Na2CO3. Bản chất là hydro bên này kết hợp với CO3 bên kia. Natri Na2SO4 cộng cho CO2 cộng cho H2O cân bằng, đây là 2. Bên này là 2 là đủ. Đây là X và đây là Y. Rồi Y tác dụng với Z có tủa. Y là Na2CO3 tác dụng với Z là BaHCO3 tất cả 2. Thì bản chất là bari kết hợp với CO3 để tạo thành BaCO3 tủa. Tủa màu trắng cộng cho NaHCO3 cân bằng, đây là 2. Rồi Na2CO3 chúng ta là Y, BaHCO3 tất cả 2 lần là Z, được chưa? Như vậy chúng ta bỏ mấy trường hợp này đi. Câu này là một câu hỏi khá là hay em nhé.